xin chào các bạn nha. Cái này là Tú sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái loại tranh này nè. Thì coi có ai thích cái ý tưởng này không ha. Đây là những cái tấm tranh mà được ghép bằng giấy tiền. Thì cái này là ý tưởng của khách đem lại á. Thì khách sẽ xếp, khách sẽ đổi cái tiền giấy 200 đồng, 500 đồng với lại 5.000 bằng giấy mà hồi xưa á. Thì xong rồi khách tự xếp thành hình trái tim. Để xếp tiền hình trái tim thì ai cũng biết làm rồi ha. Thì xong rồi chỉ xếp hình trái tim thôi á, còn mấy cái vụ này mà sắp xếp mà để thành một cái tấm tranh như thế này, tranh chữ như thế này á là Tú làm ha. Thì nhiệm vụ của khách mình á là chỉ cần xếp hình trái tim thôi. Còn mình muốn chữ gì thì đem tới là Tú sẽ làm, Tú sẽ thiết kế cho. Thì cái đây là cái ý tưởng của khách hàng, mới đầu Tú cũng không biết làm sao nhưng mà cuối cùng thì cũng ra. Mà ra cũng tương đối đẹp nha. Tôi sẽ rung gần cho coi nè. Nè, giấy 2.000 ha. Đó. Thì mùa Tết này thì Tú làm hiện tại là cái này là tên nè. Tức là tên này là tên của hai đứa con, là đứa tên Hậu, đứa tên Hiếu. Rồi đây là hai cái tấm mà cha mẹ, hai cái áo là biểu tượng cho cha với mẹ. Còn cái tấm này là làm cách đây 2 năm rồi. Cái tấm làm cách đây 2 năm rồi. Thì cái lúc đó là hai vợ chồng với đứa con, là hai cái áo xanh ở giữa là hai vợ chồng, rồi cái áo màu đỏ là biểu tượng với đứa con. Rồi hôm nay là thêm được đứa nữa rồi, thành ra là đem ra đổi lại, là thêm một cái áo nữa là biểu tượng cho gia đình là hai vợ chồng với hai đứa con ở giữa. Còn xung quanh là, tại vì lúc đầu là không có biết, không có tính làm chữ, thì ra thì kêu Tú làm, thì Tú mới nghĩ ra cái cách làm gì nè. Tức là mình sẽ làm hình trái tim. Thì sắp đại cái tự động nó ra, tức là tùy cái số lượng mà Tú sẽ sắp, Tú sẽ tự thiết kế ha. Thì nếu mà ai hết cái dạng này, độc quyền như thế này á, thì cứ xếp tiền đi rồi hả. Cứ xếp tiền rồi đem cho Tú, Tú làm cho. Thì Tú ở Bình Dương ha, ai ở Bình Dương mới làm được cái này thôi nha. Chứ ở chỗ khác làm Tú đóng khung sao chuyển gì được. Ship bể kiến hết sao đâu được. Cái này là chị cũng chỉ ở Bình Dương mới làm được thôi. Vậy bữa nữa Tú về Bình Dương luôn rồi. Thì khi nào mà Tú xong hết, Tú sắp xếp và nhập đủ nguyên liệu về hết và chính thức làm ở Bình Dương, thì Tú sẽ đăng video thông báo cho các bạn nha. Rồi đây nè, cái tấm này là cái giấy 5.000 nè. Đó. Rồi mình có tiền gì cũng được, ai giàu thì có tiền đô làm cũng được. Rồi Tú giới thiệu cho các bạn xem vậy thôi ha. Rồi Tú dừng video nha. Hẹn gặp lại video sau ha. Bye bye.